Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của hiện thân. Hiện thân là gì? Cơ thể hiện thân. Cơ thể được định nghĩa phổ biến nhất là cơ thể con người. Bộ khung vật chất của con người được xem một thực thể hữu cơ. Mặc dù nó đôi khi chỉ đề cập đến phần chính của một con vật hoặc đơn vị, nó cũng có thể đề cập đến một loạt các đơn vị có tổ chức, một tổng hợp, tổng thể, tập thể của sự vật hoặc con người. Hiện thân tâm linh là gì? Hiện thân là bước biến nó thành thực tế, sống động, một trải nghiệm tinh thần trên làn da của bạn. Chính định nghĩa về tâm linh hiện thân là sự thật sâu sắc và bạn cảm nhận và tôn vinh bên trong cơ thể mình. Tại sao hiện thân lại quan trọng? Chúng ta là hiện thân. Ngay từ khi chúng ta được sinh ra, cơ thể của chúng ta rất cần thiết cho việc học tập, trưởng thành và mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Trong suốt cuộc đời, cơ thể và chuyển động của chúng ta giao tiếp rõ ràng hơn nhiều so với lời nói của chúng ta. Kinh nghiệm được thể hiện là gì? Trải nghiệm hiện thực trong giáo dục. Khi trải nghiệm được thể hiện, trải nghiệm tương đối với cơ thể cá nhân trải nghiệm, tức là đối với cơ thể sống như một chủ thể. Một trong những điều đầu tiên có thể nhận thấy với lý thuyết này là trẻ em có thân hình nhỏ bé, có quan điểm trải nghiệm khác với người lớn. Làm thế nào để tôi trở nên hiện thân hơn? Nếu bạn muốn trở thành hiện thân nhiều hơn, để có nhiều vui tươi và sống động, để cảm nhận nhiều hơn kết nối với chính mình, với trái đất, cho những người khác, đi hít thở, múa, hát, thực hành sự tĩnh lặng, tiếng cười tại bàn án, nỗi sợ hãi của bạn và những suy nghĩ, hãy loại với cảm xúc của bạn, nhẹ nhàng với chính mình, và làm tất cả những điều đó trước mặt người bạn yêu thương. Tâm hiện thân nghĩa là gì? Nhận thức hiện thực, ý tưởng rằng tâm trí không chỉ kết nối với cơ thể, mà cơ thể ảnh hưởng đến tâm trí, là một trong những gì ý tưởng phản ứng phản trực giác hơn trong khoa học nhận thức. Nhận thức được thể hiện nghĩa là gì? Nhận thức được thể hiện khi nó phụ thuộc sâu sắc vào các đặc điểm của cơ thể vật lý của một tác nhân, tức là khi các khía cạnh của cơ thể tác nhân bên ngoài, não đóng một vai trò quan trọng về nhân quả hoặc cấu thành vật lý trong quá trình nhận thức. Học tập thể hiện là gì? Học tập thể hiện là một phương pháp giáo dục đã có từ lâu trong giáo dục tiểu học. Trong những phương pháp này, người ta không chỉ đưa ra cách dạy trí tuệ mà còn liên quan đến toàn bộ cơ thể. Người ta có thể nghĩ đến việc làm toán trong khi ném các túi cát nhỏ vào nhau. Điều gì được thể hiện trong triết học? Nhận thức được thể hiện là lý thuyết cho rằng điều đặc điểm của nhận thức, dù là của con người hay cách khác, đều được định hình bởi các khía cạnh của toàn bộ cơ thể của sinh vật. Luận điểm tâm trí được thể hiện thách thức các lý thuyết khác, chẳng hạn như lý thuyết nhận thức, thuyết tính toán và thuyết nhị nguyên. Sống một đời sống tinh thần được thể hiện đầy đủ có nghĩa là gì? Sống một đời sống hiện thân liên quan đến việc cơ thể như chủ đề, như ngôi nhà của một con người hoàn chỉnh, như một nguồn sống, nguồn sáng suốt tâm linh, như một mô hình thu nhỏ của vũ trụ và bí ẩn, và là trụ cột cho sự biến đổi tâm linh lâu dài. Bản thân hiện thân là gì? Chính xác hơn, sự tự ý thức là kết quả của sự tích hợp của một dòng cảm xúc cơ bản, được thể hiện với một đối tượng của chủ định. Bản thân với tư cách là tác nhân hoặc trung tâm của nhận thức, trí tưởng tượng hoặc suy nghĩ, nơi sự tích hợp này vẫn được neo giữ trong một bản thân được thực thể thể hiện.
Hiện thân trong nhân học là gì? Mặc dù khái niệm trở thành những thứ khác nhau ở những nơi khác nhau, nói rộng ra trong nhân học, hiện thân là một cách mô tả những trải nghiệm cơ thể sốt, nội tạng, cảm nhận, sống động trong và thế giới có người ở. Các nhà nhân chủng học y học đã phát triển thêm khái niệm này trong các nghiên cứu của họ về bệnh tật. Khái niệm về hiện thân là gì? Các khái niệm về hiện thân được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong các ngành khác nhau, từ khoa học thần kinh đến triết học, tâm lý học từ nhận thức đến dịch tễ học. Phương án có thể là thể chất, nhận thức hoặc cảm xúc và đề cập đến các quá trình. Theo đó, kinh nghiệm sống của một người được kết hợp theo nghĩa đen vào cơ thể của họ. Hiện tượng học là gì? Đối với một hiện tượng của sự hiện thân, điều này có nghĩa là chuyển sang cơ thể của kinh nghiệm trực tiếp. Theo cách thậm chí còn triệt để hơn, việc thừa nhận những cuộc gặp gỡ hàng ngày với những người hiện thân trong thái độ cá nhân. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.